Xin chào các bạn, bây giờ người cá đi đâu đây? Đi ăn quán chay ngộ. Đi ăn ngộ. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn quán chay ngộ nha các bạn. Và bây giờ là chúng ta sẽ hẹn gặp ở đó lúc mấy giờ? Lúc 5 giờ. Ồ, bạn Kevin đi chung với Tion luôn à? Đúng rồi. Bạn Kevin không đi chung với ba mẹ à? Ba mẹ đi mất tiêu rồi. Hôm nay bạn người cá Kevin bơi thấy sao, có bị mệt trong người không? Đồ. Ồ, bạn người cá Kevin đang tăng em sức khỏe. Em còn mệt bởi vì em còn yếu. Em mệt quá. Rồi, còn bạn người cá Khánh, bạn thế nào? Biết, biết. Hơi hơi mệt hả? Bạn người cá Tai, bạn có mệt không? Bình thường. Bạn người cá Nori, bạn có mệt không? Dạ mệt. Rồi, bạn người cá Kevin vượt hơn 100 cây số đến Sài Gòn trong ngày hôm nay chỉ để tham dự câu lạc bộ người cá tầng 19 thôi. Chúng ta hãy đây là 200 rồi. Vừa đi vừa bay lên 200 km. Đau quá. Vỗ tay cho bạn Kevin đi 200 km để đến đây gặp chúng ta. Các em ơi, ê Tai, sao em lấy đá chọi gà, anh phát hiện em là người cá ác nha. Em không biết gà, gà gây mà bận. Không có lấy đá chọi gà nha, giờ anh lấy đá anh chọi em chịu không? Dạ em lấy đá chọi anh chịu không? Tất nhiên là không rồi. Vậy con gà nếu mà nó lấy đá nó chọi em chịu không? Ghé. Ghé. Mà con gà sao lại chọi đá em được? Gà lẫm mọt bụt. Em chọi nó sẽ ôm mối hận đó mà nó chết, sau này nó sẽ đầu thai làm con của em. Không mà nó lấy đá nó chọi em. Không có khỏe không? Không, tôi không phải là con gà. Kevin đã đi 1000 km rồi nha các bạn. Ủa ba kìa Kevin. Ba kìa. Ủa sao tưởng đi rồi chứ. Ê vậy thôi Tai đi với Kevin đi. Rồi mấy bạn này đi với Tion với. Do em đi với Tion. Hai em đi với Tion. Không xe đâu. Xe đâu rồi? Dạ đang đợi đi. Đang đợi lấy xe đi. Câu lạc bộ người cá tầng 19 chúng ta sẽ họp mặt tại quán nhà hàng chay ngộ. Dạ chào hai bạn. Dạ chào nha. Đến vừa kịp lúc đúng không? Đúng rồi. Vậy hả? Vậy em ăn đi. Quán vẫn còn đông quá mà. Mọi người có tính tiền rồi đó, tiêu ăn một phút đi tính tiền á. Trước mắt chúng ta là một món lẩu cực kỳ ngon. Đố các bạn biết món lẩu này tên gì? Món ngộ. Lẩu này là lẩu gì? Lẩu này là lẩu ngộ hả? Ăn vô các bạn sẽ ngộ luôn. Ăn vô là giác ngộ. Anh, cái nhà này á, ở cái nhà quán này trước cái bài nhà hàng của Liên Hoa, Liên Hoa của Vũng Tàu. Ờ đúng rồi, giống quán chay ngoài Vũng Tàu mình ăn đúng không? Thôi bây giờ đợi nước nó sôi lên tôi bỏ đồ vô nha. Và nhiệm vụ của người cá Nori, đệ tử của Tion là phục vụ ẩm thực. Nori cứ lấy đồ ăn bỏ vô nha, gấp nha. Nori có khả năng quậy thì quậy, nhưng mà đụng tới món ăn là Nori rất là cẩn thận và khéo léo và tỉ mỉ. Đó là tính cách của bạn ấy. Ok, thôi để Nori tự làm đi, coi Nori nè. Nori gấp từng miếng nấm bỏ vô nhẹ nhàng. Lấy cái tay xuống ra nè. Thấy Nori cẩn thận ghê chưa? Đó, đối với thức ăn là Nori rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Đó. Chuyên gia ghê chưa? Chuyên gia ẩm thực Nori mà. Sao? Rồi, cảm ơn Nori nha. Anh thấy tình hình là em gấp tới sáng mai anh mới ăn được rồi đó. Rồi, cảm ơn nhiều lắm, tỉ mỉ lắm. Đường xá không đi được, nãy giờ tới cái quán ăn này thôi mà mất 3 tiếng đồng hồ đó các bạn. Bây giờ tới nơi thì mọi người đã ăn xong hết rồi. Bây giờ mọi người phải đợi mình dọn cho mình một cái mâm khác để mình ăn. Mất thời gian quá đúng không mấy em? May mà em đi với bộ.
Đi với bố em chạy xe quá hay ha. Đây là hai người đang ngủ nè, hai người đang ngủ trong xe nè. Thôi bây giờ cái chuyên đề sau khi ăn là chúng ta sẽ nói về tình hình ùn tắc giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy em có cái đề xuất nào để cho bên giao thông người ta thay đổi không? Có chính phủ là xong. Nhưng mà làm sao em cho một cái đề xuất gì để giải quyết tình trạng như hiện nay đi? Là chỉ cần ánh mắt ra chính phủ thấy mình dễ thương và chính phủ sẽ lập tức thấy là cấm biển đỗ xe là được ha. Vậy sao cho nó dễ à? Đề xuất này bất khả thi. Vậy nha em, tới phiên em. Em nói gì bây giờ? Đối với em sẽ cách giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông dẫn đến kẹt xe hàng giờ liền của em là như thế nào? Cái xe bay bút với chính phủ đi rồi chính phủ mới làm. Không, em sẽ từ ngoài xe hơi bước ra, em sẽ đi lên đèn xanh đèn đỏ, thấy đèn kẹt xe quá em sẽ nói lên nhường đường cho tôi về như giới. Thôi, làm sao để hết ùn tắc giao thông đây Tài? Để hết ùn tắc giao thông á, mình được ưu tiên á nha. Thì mình kêu 113 xong rồi, hoặc là mình kêu ra sân bay á, mình kêu số sân bay á, xong rồi lấy máy bay trực thăng, xong rồi mỗi chuyến là 2 triệu mà lấy máy bay trực thăng cẩu xe mình đi ưu tiên luôn. Rồi, à, em biết rồi, tới phiên bản này làm sao để hết ùn tắc giao thông? Nhường đường cho tôi đi hả? Không phải như thế này. Nói là la lên: ê mọi người ơi, quán này có một món giá có 500 đồng thôi mọi người. Hay là ơi gọi con út con má ra đây để mua nè. Rồi gọi gì ra chạy cụt hùn hay là mình có chỗ để đi. Anh nghĩ các em nên ăn nhiều thêm một chút đi. Các em giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông này anh thấy mệt mỏi tâm hồn quá rồi. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, theo tiên cá Tây Un là chúng ta nên mở rộng đường. Là những cái căn nhà nhỏ nhỏ lụp xụp hai bên đường, chúng ta đưa cho họ lên căn hộ ở hết. Rồi mở rộng đường xá ra để dành nhiều khuôn viên, cây xanh cho không khí trong lành. Đúng không các em? Đây cây xanh chết rồi. Chưa chín nữa, chưa chín, đợi một chút.